những cặp đôi quyền lực của showbiz sở hữu khối tài sản khiến các fan không thể tin vào tai mình. Công Vinh, Thủy Tiên không chỉ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh còn khiến nhiều người trầm trồ vì độ giàu có khi sở hữu nhiều xe sang, biệt thự khủng. Sự nghiệp thành công, một gia đình hạnh phúc và những chuyến thiện nguyện ý nghĩa là những điều công chúng thường nghĩ khi nhắc tới cặp vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên. Trong nhiều năm qua, cặp đôi vẫn âm thầm giúp đỡ bao mảnh đời khó khăn bằng cả vật chất và tinh thần. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa qua, cặp đôi đã kêu gọi quyên góp hàng trăm tỷ đồng để giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Công Vinh, Thủy Tiên là cặp đôi nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, khi nhắc đến họ, nhiều người còn bất ngờ với khối tài sản khủng và bộ sưu tập xế hộp. Chiếc đắt nhất cũng gần 16 tỷ. Xế hộp Audi A5 Sportback. Năm 2012, Công Vinh và Thủy Tiên đã tậu về chiếc Audi A5 Sportback trị giá 2,3 tỷ đồng và qua đó trở thành đại sứ thương hiệu của Audi tại Việt Nam. Nên khi mua chiếc siêu xe Audi A8, Công Vinh cũng được ưu đãi từ phía nhãn hàng về giá cả. Xe được trang bị các lựa chọn động cơ xăng tăng áp 1.8L i4 Turbo SSI, 2.0L i4 Turbo SSI, 3.0L V6 Supercharger SSI, động cơ xăng 3.2L V6 FSI, 4.2L V8 FSI và động cơ diesel 2.7L V6 TDI, 3.0L V6 TDI, 4.2L V8. Hộp số tự động gồm hộp số tay 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp Tiptronic, 7 cấp S-tronic và tự động biến thiên liên tục 8 cấp Multitronic. Xe sang Audi A8L. Cặp đôi vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên ngoài sở thích hoạt động cộng đồng còn có thú vui chơi xe sang. Một điểm thú vị là bộ sưu tập của cả hai đều chung một hãng Audi. Được biết, hãng xe này cũng được nhiều nghệ sĩ yêu thích. Công Vinh không ngần ngại chi tiền tỷ mua xế hộp hạng sang Audi tặng Thủy Tiên. Audi A8 là mẫu sedan hạng sang với giá bán ở Việt Nam hơn 5 tỷ đồng, rất được các sao giải trí nữ ưa chuộng. Xe sử dụng động cơ 3.0 và 4.0, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian như xe SUV, hộp số tự động 8 cấp, đối thủ chính của A8L là BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class, Lexus LS Series, Jaguar XJL hay xe Maserati Quattroport. Siêu xe Audi R8. Chiếc Audi R8 được Thủy Tiên yêu thích nhất, có thiết kế nhỏ nhắn màu cam, giá khoảng 16 tỷ đồng. Đây cũng là món quà mà Công Vinh tặng cho vợ. Audi R8 thuộc phân khúc siêu xe thể thao với các đối thủ như McLaren 570S, Aston Martin Vantage, Jaguar F-Type, Nissan GT-R, Acura NSX hay Porsche 911. Xe sử dụng động cơ V10 5.2L được nâng cấp, cải thiện hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Động cơ này tạo ra công suất 602 mã lực và mô men xoắn cực đại 560 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3,2 giây với tốc độ tối đa 330 km/h. Công Vinh, Thủy Tiên được cho là cặp đôi đẹp của làng giải trí và thể thao Việt. Không chỉ sở hữu nhiều xế hộp sang, nhiều đồ hiệu, cặp đôi còn sống ở căn biệt thự quận 7 trị giá gần triệu đô, có diện tích là 300m² với sân vườn rộng rãi. Ngôi nhà nằm ven sông với 5 phòng ngủ, phía trong ngôi biệt thự có hẳn 100m² để trồng rau sạch. Trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc sinh hoạt gia đình ấm cúng. Nếu quan sát, bạn sẽ thấy ngôi nhà có thiết kế đơn giản với tông màu trắng chủ đạo. Theo tiết lộ, cơ ngơi này có giá trị hơn 22 tỷ đồng, trong đó có khoảng 10 tỷ đồng là kinh phí xây dựng. Tóc Tiên, Hoàng Tulliver. Đầu năm 2020, Tóc Tiên và Hoàng Tulliver đã về chung một nhà. Ngay sau đó, cặp đôi đã xây hẳn một căn biệt thự xa hoa như khách sạn 5 sao ở Đà Lạt. Khoảng 90% vật liệu ngôi nhà được làm bằng gỗ. Phòng ngủ, ban công có view nhìn thẳng xuống hồ. Được biết căn nhà có giá lên tới 10 tỷ. Ngay sau đó, cặp đôi lại khiến dân tình xôn xao khi khoe biệt thự mới nằm ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích khu đất của căn nhà lên tới 270m², gồm 3 tầng lầu và 1 tầng hầm. Căn biệt thự này được xây theo lối kiến trúc tối giản, với không gian xanh mướt được tận dụng tối đa từng ngóc ngách. Ở quận 2 đắt đỏ và xa hoa của Sài Gòn là cặp vợ chồng son có thể sở hữu cơ ngơi khủng này, chứng tỏ khối tài sản của Tóc Tiên và Hoàng Tulliver là không hề nhỏ.
Trấn Thành, Harry Won. Không ngoa khi nói đứng đầu trong danh sách cặp vợ chồng giàu có hiện tại là Trấn Thành, Harry Won. Trải qua 10 năm chinh chiến showbiz, cặp vợ chồng quyền lực bỏ túi cho mình khối tài sản khổng lồ. Cả hai nắm trong tay nhiều bất động sản có tiếng, đắt đỏ ở quận 1 Sài Gòn. Giá trị của nó được đồn đoán lên tới 20 tỷ. Ở Hà Nội, cặp đôi cũng có một căn hộ với tầm nhìn hướng ra Hồ Tây trị giá 7,5 tỷ. Muốn xem độ giàu có, cứ nhìn vào bộ sưu tập nước hoa của Trấn Thành. Ước tính, anh sở hữu đến hơn 200 chai nước hoa đến từ nhiều thương hiệu danh giá khác nhau như Tom Ford, Le Labo, Creed, Cliff, Chiston. Đầu tháng 5 vừa qua, anh mới tậu thêm 28 chai nước hoa của Roja, trong đó một số mùi đặc biệt có thể lên tới 70 triệu. Trường Giang, Nhã Phương. Trường Giang và Nhã Phương không chỉ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn cần mẫn kinh doanh riêng. Chuỗi nhà hàng Mười Khó rất có tiếng rải rác từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu thuộc sở hữu của cặp đôi. Trường Giang cũng không tiếc tay mua siêu xe Mercedes-Benz C250 Exclusive bạc tỷ tặng vợ khiến dân mạng há hốc mồm. Nói về cắt xê game show, nếu Trường Giang không số 1 thì cũng nằm trong top đầu, trong khi Nhã Phương là cái tên có tiếng thuộc hàng cỗ máy in tiền trong làng diễn xuất. Dù chưa tiết lộ, nhưng bất động sản của cặp đôi sở hữu có giá khoảng 15 tỷ đồng. Đông Nhi, ông Cao Thắng. Sau 10 năm yêu nhau, cùng phấn đấu trên con đường sự nghiệp, ông Cao Thắng và Đông Nhi đã chính thức về chung một nhà. Chỉ riêng hôn lễ cũng đã ngốn của cặp đôi sương sương 10 tỷ. Nhưng đây chỉ là số lẻ trong khối tài sản của cả hai. Cặp vợ chồng sở hữu biệt thự sang chảnh ở quận 7 Sài Gòn và loạt bất động sản khủng khác. Đặc biệt, Đông Nhi và ông Cao Thắng là CEO của công ty giải trí Sixth Sense Entertainment, quản lý loạt tên tuổi lớn như Song Luân, Han Sara, Uni 5, Libby. Cũng nằm trong top chiều vợ, ông Cao Thắng không tiếc tặng bà xã siêu xe hơn chục tỷ. Năm 2015, Đông Nhi còn tự tay mua chiếc Audi A7 trị giá 3,5 tỷ đồng, là xế hộp duy nhất tại Việt Nam lúc bấy giờ. Cường Đô La, Đàm Thu Trang. Cường Đô La nổi tiếng là đại gia phố núi, sở hữu loạt xe siêu đắt đỏ nhất Việt Nam. Ngoài ra, mẹ của Cường Đô La cũng có giá trị tài sản lên tới 12.400 tỷ đồng với công ty Quốc Cường Gia Lai. Đàm Thu Trang từng hào phóng tặng chồng siêu phẩm Ferrari F8 Tributo, mẫu xe mới nhất đã từng xuất hiện cuối năm 2019. Riêng ở Ý, giá chiếc xe đã lên tới 261.400 USD, khoảng 6,05 tỷ đồng. Theo giới yêu xe, khi về Việt Nam, nó có giá khoảng 30 tỷ.